Nhưng mà Vũ ấn tượng cái phần rival nè, gân là gân ngược cho các bạn. Đánh tất cả 6 rival mid này là gân gân ngược, Jep là Jep Dom. Hai cụ Jep Dom. Nhưng mà để thật sự á, ở góc độ của Vũ á, để mà phối ghép ra những cái Column Array này nó không thật sự là đơn giản nha các bạn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Lại tiếp tục video hôm nay, Vũ lại được may mắn khi mà mình được đầu tiên giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Và cái video ngày hôm nay thì không phải là sản phẩm quá xa xỉ gì, mà chính là một thương hiệu, phải nói là một sản phẩm của Việt Nam của chúng ta. Và cái sản phẩm này nó có một sự đặc thù hơn so với những cái sản phẩm loa trước đây. Thì như Vũ đã từng chia sẻ trước đây cho các bạn á, thì về cái insight của khách hàng, thì bây giờ loa nó không đơn giản chỉ là vấn đề tối ưu về cái chất lượng âm thanh, mà loa nó bây giờ nó phải là một cái gì đó nó nằm trong cái gói thiết kế của phần nội thất trong gia đình của chúng ta nữa. Thì trước mặt các bạn đây, các bạn thấy có thể hình dung đây là một dòng loa Soundframe, có thể nói là loa tranh, hay là loa canvas thì vậy chúng ta có thể gọi, hay là loa in-ear hay là loa on-ear cũng được. Thì nó là một mẫu loa nó vừa mang tính chất về thẩm mỹ và nó về mang tính chất đa nhiệm, nó có thể là karaoke cho đến nghe nhạc rồi cho đến coffee hay là decor trong các căn phòng của chúng ta. Thì đây là một sản phẩm, một phải nói là một sản phẩm hàng sampler, để Vũ test được hãng gửi để mình test và chia sẻ các bạn cái sản phẩm này có gì. Thì sản phẩm này đã được thông tin khách đây khoảng tầm đâu đó khoảng 1 tháng rồi, nhưng mà hôm nay mới có được cái hàng mẫu để Vũ cùng review cho mọi người cùng xem và phân tích cho các bạn và mình đánh giá. Và Vũ thì với quan niệm là với một cái suy nghĩ là luôn luôn ủng hộ những người Việt mình sản xuất ra loa các bạn. Mình được học hỏi, mình được phép thì các bạn cũng nên ủng hộ những cái nhà hãng, những anh mà có cái hướng đi mà gọi là tự sản xuất loa trong nước mình, để sản phẩm mình nó sẽ được càng ngày tối ưu hơn, tránh trong việc là chúng ta chơi quá nhiều thì làm như vậy thì chúng ta sẽ làm mất đi rất là nhiều nhân tài, thậm chí mất đi nhiều cơ hội để sản phẩm chất lượng cao đó các bạn ha. Thật ra nó ở vấn đề chi phí nữa các bạn, thật ra người Việt Nam mình vẫn làm được những loa hay nhưng mà vấn đề nó nằm ở chi phí nữa, thì chúng ta nên ủng hộ ha. Ok, và bây giờ mời mọi người cùng Thiên Vũ sẽ đập thùng và cùng review những cái loa này xem nó như thế nào. Và video này chỉ đi tổng quan về cái ngoại thất, những cái giá trị của loa, những cái thiết kế của loa. Hẹn các bạn video sau và mục đích của loa này để làm gì. Còn video sau Vũ sẽ test phần âm thanh. Nhưng mà đối với Vũ thì chia sẻ các bạn thêm vì về cái loa này thì nó mang tính chất là hơi hướng về kỹ thuật tí xíu. Nếu mà chúng ta sở hữu loa này thì chúng ta đòi hỏi cái phần setup nó cần phải khá là cao để mới tối ưu hóa được cái hệ thống này, chứ không là rất là khó để sử dụng cái loa này cho các bạn ha. Còn lý do chút nữa chúng ta mời các bạn cùng xem ha. Ok, thì trước mặt các bạn đây chính là dòng Soundframe của Sumiko đó, và đây là sản phẩm, thực sự là đây là một sản phẩm Việt mà do 3 sao customize lại design. Đây customize là on world đó, như Vũ đã nói là on world là treo tường các bạn. Những khách hàng này chúng ta chưa biết á, thì đây gọi là on wall là treo tường, còn in wall là âm trong tường. Đó, lưu ý ha. Thì cái dòng on wall này nó sẽ thích hợp cho những các bạn và những khách hàng mà nhà mà đang xây sẵn á, thì nó sẽ tiện. Đó, nó sẽ tiện hơn ha. Rồi, còn đây là một cái súp. Đó, còn súp này như thế nào thì chút nữa Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn. Đó. Và đây là một cái âm ly on in. Thì âm ly này thật ra mình chia sẻ thẳng các bạn luôn, đây là dòng bóc tông, nhưng mà các bạn thật sự là đây các bạn Vũ chia sẻ thẳng các bạn đây luôn là một dòng có thể gọi là customize OEM, và sản phẩm này là made in China. Còn ở đây là ý tưởng cũng như là những cái driver, những cái chất xám là của người Việt mình đó, chúng ta đặt. Còn đây là những cái hãng mà gọi là họ chọn cái chất lượng và làm ra sản phẩm và gia công được tại China. Thì Vũ rất là rõ ràng về sản phẩm mà mình review giới thiệu cho khách hàng của mình. Vũ rất là rõ ràng về sản phẩm tới đâu, nguồn gốc như thế nào và sản xuất ra sao. Luôn chia sẻ hết cho khách hàng để các bạn có nắm được những sản phẩm. Nhiều khi chúng ta xài sản phẩm Việt nhưng mà chúng ta lại chưa chắc là nó đã thua những sản phẩm nước ngoài. Thì thật ra đây là một câu để mình ủng hộ những người Việt, chúng ta có thể tạo ra nhiều cái dòng loa hơn. Rồi bây giờ mình cùng Vũ đập hộp cái dòng này trước. Đây là subwoofer, đây là hai cái loa phong và đây là con âm ly on in bao gồm cả micro ha. Ok, rồi đây nó khá là nặng các bạn. Về phần thùng các bạn thì mình đầu tiên là về phần thùng đó, thì nó rất là nặng các bạn ạ. Nó rơi khoảng 20 kg, trên 20 kg.
và vỏ được in cũng như là thông số kỹ thuật khá là chỉnh chu về ngoại hình. Được cái việc mà đóng thùng đó, nó khá là chỉnh chu. Đó. Và cái loa này nó phù hợp một số khách hàng. Rồi còn để Vũ mở ra đi. Đây. Cái loa tranh này trước đây đa phần là loa tranh các bạn thường là những anh lớn đi trước á, mấy ảnh dùng để ứng dụng nghe nhạc. Nhưng mà bây giờ cái thị trường mà nghe nhạc với karaoke nó cũng xem như nhau rồi các bạn. Nên khách hàng bây giờ karaoke cũng rất là nhiều. Nhưng mà ví dụ mà cái nhà chúng ta loa mà chúng ta cái loa karaoke vào mà nó to quá to thì nó làm gây phô và nó mất thẩm mỹ cái căn nhà của chúng ta. Thì đây là những cái giải pháp cho các bạn. Đây là những cái bát treo. Đó các bạn thấy đây, phần mút xốp để bảo vệ. Và đây là bản thân Vũ review là review trực tiếp luôn nha các bạn ha. Là bản thân mình cũng chả biết bên trong đây nó có cái gì cả. Mà mình vẫn ủng hộ quay trực tiếp như vậy luôn, bản thân Vũ không biết luôn. Để cho nó có cái góc nhìn trực quan nhất cùng các bạn review và đánh giá. Đây. Đấy. Ôi giời ơi. Đây là Oh no. Như vậy là Vũ đã hiểu lầm. Thì thật ra một cái thùng này chính là một bộ loa. Không phải súp nằm riêng, không phải loa phone nằm riêng. Mà là súp nằm bên trong này và loa phone nằm bên trong này nha các bạn. Tức là một bộ nó. Và giá bộ này nó đâu đó chỉ dưới 20 triệu thôi. Đó, còn gỗ chất liệu gì chút nữa mình cùng các bạn mở ra xem sao. Rồi. Đây, mình đập. Rồi, bạn cameraman quay xa xa xíu đi. Đấy, đây. Đây là cái con loa phone các bạn, Onward. Cái độ dày nó sẽ rơi đâu đó khoảng tầm 10, khoảng tầm 8 cm nha các bạn. Cái độ dày, đó, độ dày của loa đây nè. Đó, 8 cm. Để mình mở ra các bạn cùng xem. Cameraman quay lại gần gần đi, cameraman. Đấy, mình cùng các bạn trải nghiệm những sản phẩm. Chúng ta phải nên tạo ra những cái sân chơi. Đây. Là sơn. Cho Vũ đánh giá về phần sơn các bạn. Tại vì ngày xưa Vũ cũng trẻ trâu, Vũ cũng hay chơi xe máy nên nhìn phần sơn là biết. Cái phần sơn này nó chỉ nằm ở khoảng 7 điểm thôi các bạn. Nước sơn, nói chung là nhìn bình thường thì nó đẹp nhưng mà chúng ta không sâu quá kỹ nha. Chứ còn ta mà xét nét quá cũng không được. Tại vì hàng Việt Nam mà người xét nét quá không được. Nhưng mà nhìn hoàn thiện, nhìn lướt qua ngoài thì nó rất là hoàn thiện cao. Nhưng mà nhìn nếu mà để cho Vũ thấy phần mắt thường thì nhất là những cái chỗ này là hai cái chỗ này, một chỗ này, hai chỗ này là nó che những cái con ốc. Xong rồi nó check mà tiết lại sau đó xả bả sau đó và sơn thì nó vẫn nhìn thấy những cái đoạn lõm ha. Nó vẫn có những cái chỗ lõm các bạn ha, nó chưa vật liền lạc. Nhưng mà chúng ta nhìn mắt thường nhìn như vậy khoảng cách mà tầm 20 xăng là chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta nhìn gần mà dựa vào cái bóng đèn giả hắt là chúng ta sẽ thấy liền. Rồi thì đây là cái mặt lo tranh, đây là mặt lưới mà nhìn rất đẹp, phía trước nhìn cũng khá đẹp các bạn, nhìn cũng thẩm mỹ cao đó bạn. Ở dưới đây là có bốn chân cao su. Thì bốn chân cái cao su này các bạn có thể đặt ở trên ngay cái kệ. Và những cái lo này nó rất là phù hợp với những cái kệ giống như Vũ đây nè các bạn. Các bạn thấy xem cái Vũ đây không? Đó, đây là những cái kệ này. Như kệ như thế này nè. Để từ từ Vũ test cho các bạn coi. Để đi ông này qua đi. Rồi, Vũ sẽ để các bạn. Đó. Đây. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đây là cái cách mà chúng ta để ở trên kệ. Thì khách mà không muốn treo thì chúng ta để kệ cũng được. Thì để kệ thì chúng ta đi dây tùy theo cái nhu cầu thôi. Chứ thật ra cái con loa này, cái vị trí đặt của nó mà đẹp nhất và nó cân bằng nhất chính là cái tỷ lệ chính diện đó bạn. Đây, nó phải nằm như vậy mới đúng. Đó, nó nằm kế bên cặp. Đây là tivi của Vũ, đang điển hình là tivi 65 inch. Và con size này, con size là to nhất, lớn nhất. Thì nó cao độ con này thì nó chỉ như vậy thôi, nó không to. Nhưng mà đối với những con này các bạn thì chúng ta nên là chọn những cái kích thước ngang, bằng hoặc là nhỏ hơn với cao độ của tivi thì nó mới đẹp. Chứ tránh hạn chế là nó to hơn so với cái tivi như bạn. Nếu mà nó cao hơn vì tivi thì nó xấu lắm, nó không có đẹp. Tối đa chỉ là bằng cạnh trên và cạnh dưới của tivi và chuẩn nhất là cũng đừng có quá nhỏ. Quá nhỏ quá nhìn nó cũng mất cân đối lắm. Nói chung là nó sẽ phải chiếm được cái chiều cao của tivi, cái loa nó phải rơi đâu đó khoảng tầm 70% trở lên thì nhìn cái bố cục nó mới đẹp được. Đấy, thì cái loa này chúng ta treo tường nữa các bạn. Đấy,
Bạn thấy chưa? Đó, thì khi mà chúng ta bước vào á thì chúng ta không biết cái đây nhiều khách hàng, trừ khi là thị trường sử dụng quá nhiều thì người ta mới biết đây là loa. Chứ còn nếu mà những người khách mà chúng ta đi vô nhà thì người ta sẽ không biết cái đây là có loa đâu. Và cái mặt canva, vải canva này các bạn, là chúng ta sẽ được linh hoạt là hãng cho chúng ta được đổi cái mặt canva này. Hình như là đâu đó hãng thông tin cho mình là 500k, 500k cho mặt hình ảnh. Tùy tùy các bạn thôi. Các bạn muốn in hình gia đình của mình hay chúng ta muốn thay đổi cái hình ảnh nào khu á, chúng ta chỉ cần gửi cái file, hoặc chúng ta gửi hình bất kỳ, hay là được quyền yêu cầu để làm ra cái loa này. Thì cái này các bạn linh hoạt nha. Đó là một cái hay. Đó. Rồi. Và đây là loa Việt Nam. Thì về cái cầu đấu loa thì nó cũng không quá cao siêu gì các bạn. Đây là hai cái bát để chúng ta treo loa. Và cái mã là 1216 sau frame. Đó. Và đây là cái tem bảo hành của Sumiko. Và cái cốc loa này nó giống như những cái loa mà ngày xưa. Để đơn giản thôi, thì thật ra cái bộ này cũng chỉ có dưới 20 triệu mà chú các bạn. Mà nó đang cái ngoài việc âm thanh thì để Vũ test, Vũ sẽ cho các bạn cái đánh giá về chất lượng âm thanh. Nhưng mà còn góc độ về cái giá trị tiền mà dưới 20 triệu thì các bạn nên coi cái loa này là mang ở cái góc độ là về design, chúng ta trả tiền về cái thiết kế cũng như cái sự thẩm mỹ và cái chức năng của nó thôi. Đó, còn về âm thanh thì Vũ sẽ cho các bạn đánh giá sau cái video này để Vũ test cái đã, rồi Vũ mới có cái sự đánh giá chính xác cho các bạn được. Rồi. Ok, còn phần chân này á, nhiệm vụ của nó là để cân bằng được cái điểm bass này các bạn, là nó không cho bị ngã hoặc không bị đưa ra. Thì chân này để kê. Và cái thứ hai, khi mà chúng ta treo vậy, chân này cao su như vậy, thì khi lúc mà đánh nó cường độ lớn thì cái chân này là chân cao su thì nó sẽ không có rung đó, cái vách của các bạn đó. Nhưng mà Vũ khuyến khích nha, một số khuyến khích là loa này nhìn, Vũ nhìn thôi, Vũ góp ý trước thôi, Vũ đánh giá trước nha, là cái loa này các bạn không nên treo vào những cái vách của thạch cao. Thà những vách hết nhất là phải có cứng, nền cứng rồi vách tường á thì nó mới êm được. Còn đôi khi mà các bạn treo những cái vách thạch cao thì nó đôi khi là khi mà đánh cường độ lớn thì cái thạch cao nó sẽ rung nha các bạn, sẽ rim nha. Nha các bạn. Bạn lưu ý chỗ này thì Vũ có chia sẻ. Còn màu này, màu trắng hay màu trắng thì Vũ chưa có nắm được rõ là nó có mấy màu, nó có màu đen hay không, màu xám hay không, thì cái này Vũ chưa nắm. Hiện tại Vũ chỉ thấy được màu trắng thôi và cái mặt canva. Đấy. Rồi. Vậy là xong. Còn này là phần bát treo. Cái này phần này họ cho mình đi kèm để mình linh hoạt, mình bố cục hay là mình làm như thế nào đó. Cho mình có thể là chúng ta không làm, chỉ cần làm bàn nâng thôi. Đấy. Đó, chúng ta chỉ cần làm bàn nâng thôi là được. Đó. Ok. Đây là mặt phim. Không biết mình gỡ thì ra sao trời. Gỡ được. Để xíu các bạn, gỡ xíu. Đây, để Vũ gỡ cho các bạn xem nha. Vũ cũng tò mò lắm. Thật ra cái này chỉ là một lớp vải thôi, giống như cái áo thun các bạn. Để Vũ. Rồi. Ok. Đây. Wow. Good. Good nha. Good nha. Mình đánh giá cao điểm về cái driver lo này nha. Thứ nhất là lo Việt Nam driver, chọn lọc driver để coi. Màn á là màn ngược nha các bạn. Cái màn ngược này nó sẽ có giá trị các bạn, là nó sẽ đánh, nó tạo ra một cái lô, nó dựa cái loa này nó sẽ dựa vào để tăng cường cái mid low, nó tăng cường cái độ âm mid dày cho khi mà chúng ta treo trên vách. Chứ còn loa này chúng ta để xa với vách là nó bị sai hiệu quả nha các bạn, là chúng ta sẽ không khai thác được cái giá trị của cái loa này. Cái loa này bắt buộc phải nằm áp vách thì mới khai thác được giá trị nha các bạn. Lưu ý cái này nha. Nên chúng ta mà đem cái lo này mà chúng ta để ở đâu đó ở giữa nhà thì coi như là cái lo này đánh không ra tiếng luôn. Cái này và nó có hai củ splitter và sáu củ mid. Đó các bạn ha, hai củ strap và sáu củ mid. Sắp xếp và bố cục như loa column array. Và column array thì nó ra là một phong trào ở thời điểm hiện nay, giống như là lo JBL hay là lo Bose hay là lo LD System, nó giống như vậy các bạn. Nhưng mà nó rất là đẹp, bạn có thể quay cận cảnh cái driver lo với mình. Đấy. Rồi. Ok chưa? Đây để mình ánh sáng sang quá. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đó. Thấy đẹp chưa? Hoàn thiện tốt chứ bộ, cao. Cái khung viền, nước sơn viền đẹp á. Đẹp nha. Đó. Phần lưới này thì cũng khá là chỉnh chu. Thật ra cái này nó chỉ là một tấm gì ta?
Nó không phải là gỗ nha các bạn. Để coi coi, để Vũ check kỹ coi. Nó là tấm 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 gì ta? À, nó là gỗ các bạn ạ. Nó là gỗ. Vũ không thể biết nó này là gỗ hay là gì. Nhưng mà nó rất là nhẹ. Thì Vũ chất 2, 1 là tấm foam, 2 là tấm gỗ thôi. Nhưng mà nó rất là nhẹ. Và độ nó chỉ khoảng tầm 2 phân thôi các bạn. Đấy, một phân thôi, dày đủ một phân thôi. Và chúng ta linh hoạt, chúng ta thay cái thế này. Đấy, đây, thay thế cái này. Ok. Đấy. Ok. Mình thấy nó khá là ổn đó các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi coi xem bên trong. Bây giờ mình sẽ mở cái driver bên trong xem nó như thế nào. Ê, bây giờ mình không có dít gì sao các bạn. Rồi thôi, mình để tạm đây đi nha. Vũ để tạm đi. Đó. Ok, một con. Bây giờ mình mở cái súp đi. Mình để tạm đi các bạn xem. Và hãng cũng rất là tinh tế là cho chúng ta hai cái lỗ bắt vít. Để gì? Là cái con treo này thì những anh thợ mà chúng ta sẽ không biết là bắt nó như thế nào cao độ. Chúng ta chỉ cần để dán thế này thôi. Và chúng ta để cái thước cân nước hay hoặc là gì đó, đó để ra chúng ta đánh dấu điểm rồi chúng ta khoan. Thì một tờ giấy cơ bản nhưng mà nó ý nghĩa của nó rất là hay, nó sẽ giúp cho những người thi công hoặc là những khách hàng tự thi công sẽ dễ dàng hơn, đỡ mất thời gian hơn. Đó. Rồi, bây giờ tới cái súp nè. Tại do nãy đang có khách nên Vũ vô cái phòng trong Vũ quay các bạn. Nhưng mà cái súp, ông súp này ông to ghê các bạn ạ. Vũ chia sẻ luôn, hiện tại cái sản phẩm này là do anh Duy phân phối nha các bạn. Nôm na là của sản phẩm anh Duy. Ba sao là đồ rồ, còn anh Duy là những cái đồ home, đồ gia đình. Đó, thì ở đây là do anh Duy phân phối. Phần gỗ đẹp á, nhưng mà còn nó là gỗ gì thì chưa biết. Mà kêu các bạn cái phần tiền này. Ủa, các bạn chờ mình xíu nha. Mấy anh em đi đâu hết trơn rồi. Luân ơi, hỗ trợ anh cái. Nặng lắm các bạn. Vậy là cái loa full nó chả có bao nhiêu ký cả. Rồi, dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên. Nặng lắm. Được không, được không, được. Dỡ lên, dỡ lên, lên luôn, lên luôn. Đi ra ngoài luôn. Từ từ, đến mở bọc luôn, mở bọc luôn. Mở bọc dưới chân nè. Mở bọc luôn đi rồi xong bỏ xuống. Mở bọc luôn đi, không sao. Rồi. Rồi, bê xuống. Dạ. Rồi, bê xuống. Vô đây, vô trong đây, xoay qua. Rồi, xoay qua. Ok, bê xuống. Rồi, thả đi. Wow. Xong. Và đây chính là củ River Sup. Nó to. Nó to, rất là to. Đây. Gỗ là gỗ. MDF. Cán nhựa. Vải ở ngoài đây là thuộc dạng là vải bố. Hai River Bass. Không biết mở cái củ này sao luôn các bạn ạ. Chán ghê. Hàng đầu tiên nên Vũ chả biết cứ nghiên cứu cái chỗ mở nữa. Bây giờ mà nghiên cứu xong rồi video thì nó kéo dài quá. Cái màn này rất là đẹp các bạn. Chữ Sumiko nè các bạn. Cái màn này nó rất là đẹp. Và phần gỗ rất đẹp. Bạn cameraman có thể quay cận cảnh cái sớ gỗ cho mọi người cùng xem. Nhìn tương đối đẹp. Cái viền, những cái mối nối ghép của cái gỗ khá là liền lạc. Luôn cả cái phần một số phần, ví dụ như cái laminate đó các bạn. Cái laminate họ đi viền cũng rất là kỹ, họ bào cũng rất là láng. Rồi, cái phần kết nối thì sao? Cái phần kết nối thì mình cho các bạn coi nè. Đây là phần kết nối. Đó. Đây là cái phần kết nối. Thì cái input này là sao? Tức là chúng ta sẽ dùng con loa này để chúng ta lấy cái âm ly đưa xuống dưới đây. Và output ra mình sẽ lấy cái phần này. Đó các bạn. Nôm na là cái loa này chúng ta sẽ đánh ba quay, mix 2 và blow. Đó, thì chúng ta đánh được bù súp được. Tức là chúng ta sẽ không cần đánh ngò súp. Đó các bạn, dù nó là súp nhưng mà chúng ta sẽ đi trung gian qua con này. Thì một con mình nghĩ là cái phân tầng nó sẽ chia ra một phân tầng đánh sâu và một phân tầng đánh cái giải mid low các bạn. Đã chuyên đánh súp mà một cái driver đánh đánh mid low. Thì nên cái con loa này, hai cái loa output các bạn thì chúng ta sẽ cắm vào hai cái loa này. Đó, chúng ta sẽ cắm vào hai cái loa này. Đó, và âm ly chúng ta sẽ đi vào hai cái loa này. Như vậy chúng ta cũng khá là đơn giản và khá là cơ bản. Đó. Đây, và nó cũng đã hướng dẫn nè. Đấy. Khá là chỉnh chu, miếng dán, tem bảo hành, anh Duy.
Đó, khá đầy đủ. Tem Sumiko. Đó, anh Duy phân phối. Mã Sori. Mã Sori này không biết là có ở Việt Nam hay không. Nói chung là Sori này của Việt Nam tạo ra các bạn. Đó. Nói chung là phần thùng, nhưng mà mình thấy nó nặng các bạn. À, nếu mà cho phép Vũ review thẳng thắn á, thì thật sự á, cái con lo này nó cần phải tối ưu về cái chiều sâu hơn. Ở đây thì Vũ thấy cái vân đây là nó đang bị lỡ khổ ván nè. Ở đây bị lỡ khổ ván nè. Đây là hai miếng ván được nối với nhau nè. Nhìn là Vũ biết liền. Tại vì trước đây Vũ có đi phụ làm gỗ, làm xưởng, nên Vũ chỉ cần nhìn Vũ cũng biết được chút chút. Nói chung là không biết nhiều mà sẽ biết được chút chút mọi thứ. Còn ốc vít thì cũng khá là đầu tư. Ốc vít là đều là sử dụng lục giác chứ không có sử dụng ke các bạn ha. Thì cái việc này sử dụng ốc này thì chi phí nó sẽ cao hơn tí xíu, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái việc là đỡ khi mà mở ra mở vào nó đỡ bị tương các bạn. Cái độ bám nó chắc hơn, đỡ bị xé răng. Rồi, ở đây cũng vậy, ở dưới này cũng vậy, những cái chỗ cụ cọc như thế này cũng vậy. Nó cũng khá là đầy đủ, nó cũng sử dụng ốc lục giác hết. Rồi, bây giờ tới giờ Vũ góp ý nè. Là nếu mà hãng làm á thì coi như súp này súp kép. Đây để Vũ nha, Vũ chưa mở ra, chưa biết cách mở nên Vũ đánh giá con này là kép 30 các bạn. Kép 30. Rồi một củ là dành cho mid low và một củ đánh cho súp. Vũ nghĩ như vậy. Còn chưa biết được. Rồi, và hãng cái này nó làm hơi to. Đó. Vũ thấy cái này nó hơi to các bạn. To không phải là to về chiều độ cao, và nó không to về chiều ngang. Nhưng mà thật ra nếu mà cái lo này đã xác định mà đánh với lo tranh như thế này nè. Đánh với lo tranh như thế này nè thì phải tối ưu về cái mặt chiều sâu. Chiều sâu tức là cái, tại vì các bạn biết cái lo này á là đa phần chúng ta sẽ ghép với những căn hộ nhỏ hoặc căn hộ nhỏ, nhà nhỏ thì được. Và đương nhiên nhà nhỏ thì họ sẽ thường dùng cái size kệ là size kệ 40, cao độ 40 giống như kệ của Vũ đang làm đây nè. Kệ 40, 35, 30. Đó. Đó, thì những cái kệ này nếu mà để như vậy thì con súp này á nó sẽ bị lòi ra ngoài thì nó rất là thô và phô. Để mà đẹp nhất á là cái con mình lấy một cái chuẩn nó sẽ rơi vào chuẩn là 38. Nha, tại vì Vũ đi bán mấy căn hộ rất là nhiều nên Vũ cũng biết được là cái xu hướng của khách hàng xài đó, những cái kệ như thế này nè. Thì ở đây là đang khoảng là chỉ 30 thôi. Thì tối đa thường kệ khách hàng nhà rộng thì họ sẽ sử dụng tới 38. Đó, ra tới đây thì làm sao cái con lo súp này nè nó được tối ưu á, chỉ tầm này thôi. Là cái mặt bàn, cái mặt tiền trước như thế này nè. Nó chỉ bằng với mặt lưới này thôi, không được để cho cái súp nó bị dư và bị lòi ra thì nó sẽ rất là mất thẩm mỹ và rất là khó ghép trong gia đình. Thì ở góc độ của Vũ thì những phiên bản tới của Sumiko thì sẽ tối ưu được cái chỗ này. Mình review thì mình góp ý hãng luôn à. Tại vì hàng Việt mà, hàng Việt thì chúng ta sẽ rất là linh hoạt về việc chỉnh sửa. Và Vũ là người bán cho end user, Vũ rất là hiểu khách hàng của mình và biết là khách hàng đang cần gì và rất là nhiều cái vị trí. Đấy, thì cái này mình nghĩ là rơi khoảng tầm 40 thôi. Giạc này đi, dời này vào. Rồi xong tối ưu về cái âm thôi. Thì nó sẽ hợp lý hơn. Và cái này hãng cũng cái hay chỗ là làm cao độ như vậy thì rất linh hoạt. Chúng ta để ở giữa cũng được, hoặc chúng ta để nằm thế này cũng được nè. Đó. Nhưng mà độ sâu các bạn thấy không? Nó vẫn rất là sâu. Cái này chỉ cần nhỏ gọn, chặt nó như đây thôi. Thì để cái form nó sẽ đẹp hơn. Rồi để Vũ lấy thêm cái này, Vũ để lên cho các bạn coi ha. Đây, để các bạn thấy hình dung. Đây, đó, nó là như vậy nè các bạn. Đây. Đây một bộ của nó các bạn. Ô. Hãng cho dây luôn các bạn. Dữ dằn. Dây tương đối to á, nhưng mà dây thì cũng trung bình thôi, không phải là quá xịn sò. Thì cũng chỉ có dưới 20 triệu, chỉ có 19 triệu một bộ này thôi các bạn. 19 triệu bộ là bao gồm full và súp nha các bạn. Nha. Ừ. Cho cũng khá dài đấy, mình mở cho bạn coi luôn. Vũ thì hãng đã gửi qua thì mình cứ mạnh miệng mình góp ý thôi. À, đúng không các bạn? Đây. Bắp chuối. Rồi, đây Vũ coi mời các bạn xem. Đấy. Dây thì khá chắc. Khá chắc.
Nhưng mà bắp chuối này thì thật ra mình không để gắn ở đây các bạn. Thật ra cái bắp chuối này gắn vào cũng được, cũng bót, nhưng mà thật ra bắp chuối này chúng ta gắn vào cái con súp á thì nó đúng hơn. À đúng rồi, hợp lý. Tại bộ đang tính xíu rồi mình chơi tầm bậy, mình chắc hẳn ở nhầm rồi. Mình phải đi bằng dây. Tại vì cái con này mà chúng ta cắm bắp chuối nè, trong khi nó đang on war mà cắm bắp chuối nó dư ra như vậy nữa thì không lẽ con này hở? Thì mình thấy vô lý. Thì ra do vụ sơ ý, vụ không coi thì ở đây là họ đã tước dây sẵn rồi. Thì cũng nói chung là làm sẵn như vậy thì khách hàng đỡ phải lấy kìm lấy kéo bấm, cứ giật nó ra thế này thôi, xoắn nó lại trắng và đỏ, khách hàng tự lắp được, khá là ổn, nói chung là ok. Còn con này là cái gì bạn? Nó có một con này là cái gì? Cái con này á, cái nhìn đơn giản thì các bạn cứ nghĩ là nó con ốc gì á. Thật ra con này nhất là cái phần bass. Cái thứ hai nữa, con này các bạn có thể dùng nó để các bạn có thể tăng đơ cái cao độ về. Ví dụ đi, cái chỗ đó các bạn nó bị lõm nó ra như vậy thì chúng ta có thể tăng đơ để chúng ta đẩy nó cao hơn, để cho mặt phẳng hoặc tường chúng ta bị đổ các bạn. Đấy, đó, thật ra nhìn chỉ là con ốc thôi, nhưng mà thật ra nó sẽ hiệu quả sau khi mà chúng ta sử dụng, hoặc là chúng ta khi gặp vấn đề chúng ta sẽ thấy được cái sự linh hoạt đó. Nếu mà hãng mà làm ra viết tính vậy là cũng khá là quan tâm đến end user đó các bạn. Ok. Đấy, rồi phần gỗ thì Vũ chia sẻ hết rồi. Ok. Nhưng mà Vũ ấn tượng cái phần driver nè, gân là gân ngược cho các bạn. Đánh tất cả 6 driver mid này là gân gân ngược, chép là chép dom. Hai củ chép dom. Nhưng mà để thật sự ở góc độ của Vũ á, để mà phối ghép ra những cái column array này nó không thật sự là đơn giản nha các bạn. Nó không hề thật sự là đơn giản khi mà chúng ta sử dụng cái mẫu column nha các bạn. Thật ra ở nước ngoài họ làm column, họ tính toán khá là kỹ về sự cộng hưởng của các loa để tái tạo ra được cái mid low. Thì ở góc độ Vũ thì về cái con column này á, thứ nhất là cái phần vỏ họ làm rất là chắc chắn nè. Phần thùng rất là to nè. Có hai yếu tố để giúp cho column có tạo ra mid low rất là dày. Một là phần vỏ. Cường độ vỏ càng chắc chắn, càng nặng, càng đầm thì nó sẽ tạo ra cái độ méo âm của nó sẽ ít đi. Trường hợp thứ hai chính là số lượng driver này và cái khoảng không ở bên trong. Cái khoảng không ở bên trong á, nó càng rộng nó sẽ tạo ra cái mid low càng tốt đó các bạn ha. Nó sẽ tạo ra cái độ dày. Và những cái con column array như thế này nó đa phần là các bạn thấy nó sẽ lớn, nhưng mà nó sẽ cần cái sự cộng hưởng của cái môi trường rất là quan trọng. Nên những cái lo này các bạn chỉ có thể đặt những trường hợp là áp tường thôi, thì Vũ chia sẻ rồi. Còn cái để mà làm được cái column này thật là nó không đơn giản, thì Vũ cũng đang nóng lòng test thử nó, thử xem là người Việt mình chúng ta làm column như thế này đã đánh ra như thế nào, và chất liệu vỏ chắc dày thì đương nhiên là một điểm cộng cho việc mà cố gắng tải tạo cái mid low. Nhưng mà còn thực tế thì chưa biết, thì để Vũ test xong Vũ cho đánh giá được các bạn. Nhưng mà Vũ góp ý thêm thì hãng cần phải tối ưu cái chỗ này. Với lại hai nữa là cái phần này hãng chỉ cho nếu mà tối ưu được á, tại vì á đây mình sẽ góp ý cho các bạn, chia sẻ cho các bạn với quan điểm của mình thôi nha, đây là quan điểm cá nhân. Các bạn lôi thôi, hai cái thùng này ra giùm anh, lôi hai thùng ra giùm anh, lôi giúp anh. Quan điểm cá nhân nha, chờ tới Vũ chia sẻ quan điểm cá nhân của mình. Thì quan điểm cá nhân của Vũ, cái con súp này á, hãng được đặt ra như vậy chỉ để có mỗi hai cái đây, bốn cái chân cao su nè. Tức là sao? Tức là hãng đang bắt buộc khách hàng phải sử dụng đứng hay sao? Đó. Thật ra cái việc đứng hay nằm nó nằm ở cái việc là linh hoạt tùy theo cái căn hộ hay là khách họ sử dụng cái kệ nó như thế nào các bạn. Chứ không nhất thiết là phải là nằm đứng. Rồi. Đây. Đây các bạn. Đây là cái mà Vũ mong muốn nè. Cao độ. Các bạn nhìn ví dụ con súp này. Đẹp không? Rất là đẹp. Bằng mặt. Thẩm mỹ. Cũng bằng gỗ. Vải là vải bố, cũng giống như mấy con bên đây thôi. Như đây là con Yamo. Đây là Yamo. Và Vũ vẫn đang bán cho những khách hàng mà sử dụng căn hộ con này. Con này đánh không có chắc lắm, nhưng được cái là đánh sâu và mềm. Kích thước nhỏ, nó phù hợp cho một số bộ dàn cấu hình thấp mà muốn tối ưu về phần bass. Đấy các bạn thấy nó mặt phẳng này, chứ mà chúng ta mà cái súp đặt ra mà đưa ra như vậy thì nó sâu thôi rồi luôn các bạn. Đấy, nó đưa ra như vậy là Vũ đã không hài lòng rồi đó. Nó phải tùy theo căn hộ, cũng tùy theo cái kệ của khách hàng mà đang có nữa. Nó nằm ở cơ chế là cái kiểu module nó phải linh hoạt tí xíu. Và cái lo này lỡ mà cái kệ mà khách mà thấp hơn nữa, Vũ ngã ra. Thấp nữa. Đó, thấy chưa? Nó phải là như vậy thì nó mới tối ưu được cho khách hàng. Đó.
Đó, ok, như vậy là các bạn đã hiểu rồi đúng không? Hiểu ý của Vũ rồi đó. Thì con súp này cũng vậy, để Vũ làm thử luôn cho các bạn nè. Đây, các bạn chờ mình xíu. Ở đây là thảm nên cái lo không có chày đâu. Nên mình làm nha. Dạ, ok. Đó. Đấy. Ây da. Ủa nặng quá. Đây. Đây. Đấy, nhiều khi khách hàng họ muốn sẽ đặt dưới cái này thì mình nghĩ đặt ngay tim trung tâm như vậy thì nó sẽ đẹp hơn chứ. Hoặc là chúng ta đặt bên hông cũng được thì vẫn không vấn đề. Bên hông cũng được. Thì để mà lấy cái cao độ thì nó phải tính dựa vào cái tỷ lệ bình quân mà nhiều khách hàng họ đang sử dụng cái kệ là đang cao bình quân bao nhiêu, nó có những cái phân chuẩn. Chúng ta dựa vào đó để chúng ta tối ưu cái sản phẩm này. Rồi và các bạn nhìn trên xuống nè, đây là cái Vũ không thích. Cameraman. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là cái mà mình không thích. Cần phải tối ưu cái khoảng này lại. Đó. Vũ chia sẻ quan điểm mình thôi, mình nghĩ vô hãng cũng không trách đâu, mình chia sẻ thẳng thắn, mình góp ý để cho cái sản phẩm nó tối ưu hơn mà. Đó. Còn đúng ra bài bản nó phải là súp như thế này. Đó. Các bạn thấy chưa? Nhìn đẹp không? Khác hẳn. Đó, nó phải thẩm mỹ như thế này nè. Đó thì như vậy khách hàng có thể mua về lắp ghép như nào đó. Rất là linh hoạt. Ok, đây là phần HeroPad 12 inch mà Vũ chưa mở nữa. Thậm chí là Vũ chưa coi cái phần. Và cả bộ này là nó sẽ rơi đâu đó khoảng là 500W các bạn. Khá là to các bạn. Hãy đưa là 500W là tương đối to. Ok. Như vậy là một buổi tối Vũ có thể giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm mới do người Việt mình chúng ta đi theo một cái xu hướng là customize lại để cho đánh vào cái xu hướng này. Đây để mình Vũ được. Rồi, cameraman. Đẹp không? Đẹp chứ bộ các bạn. Cameraman quay xa xa xíu cameraman. Đây là TV của Vũ 65 inch nha các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đẹp chứ bộ. Nhưng mà để còn một chất âm nữa, mình sẽ test chất âm nữa sau. Nhưng mà đầu tiên là cái mức giá. Chỉ có 19 triệu cho cả con này với con này. Hai phân và một súp. Đã bao gồm một cái canva, một cái hình ảnh sẵn. Còn khách hàng muốn đổi canva thì một là khách hàng tự làm luôn các bạn. Ở Vũ là cái chuyện đó rất là đơn giản đối với Vũ, tự làm luôn. Hai là khách hàng có thể order hãng để chúng ta in cái canva đó theo cái hình mà chúng ta mong muốn. Rất là đơn giản luôn. Rồi, như vậy là một buổi tối Vũ đã chia sẻ với các bạn về một cái mẫu loa mới mà người Việt mình làm, lấy tên là Sumiko và được phân phối bởi anh Duy. Thì mong video này có những quan điểm, những cái chia sẻ của Vũ sẽ cho khách hàng có thêm một cái thông tin về sản phẩm mới, cũng như là có thêm một cái giải pháp cho những khách hàng có nhu cầu karaoke vừa phải, không đòi hỏi chất âm quá lớn và với một mức kinh phí hợp lý và tiết kiệm, và một hệ thống nó tinh gọn, nó on-in, nó nằm trong hệ thống và giá thành nó hợp lý nữa. Thì đây cũng là một giải pháp rất là hay. Còn về chất âm, hẹn các bạn trong video kế tiếp trong tuần. Vũ sẽ tuần sau, Vũ sẽ làm cái video về chất âm tuning này. Nhưng mà mình nói với các bạn là thật sự là nhìn vậy thôi, lắp bộ này và tuning bộ này nó khó hơn so với những cái lo phân rất là nhiều luôn. Vậy cần hiểu cái lo nó hoạt động như nào, và chúng ta phải biết cái súp nữa. Và cái con súp này rất là quan trọng cho các bạn. Để tối ưu được những dòng column này thì khả năng súp chính là cái vấn đề lớn nhất trong cái việc mà đánh column array. Column array mà những cái lo súp mà không tối ưu được cái phần công suất, không tối ưu và giải âm, đánh bù được mid low là cái lo súp nó coi như là chịu, bỏ à, các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy để lại comment cùng với Vũ để các bạn có nhận xét về những cái lo này, và các bạn có ủng hộ những cái lo này như thế này không? Cùng để lại, và có những cái góp ý gì hãy comment bên dưới cùng Vũ chia sẻ. Và Vũ cũng muốn những cái thông tin này được đưa đến thông tin của hãng rồi này nọ, rồi người dùng chúng ta cũng chia sẻ những quan điểm của mình để họ có thể có những sản phẩm tốt và tối ưu lên hàng ngày, để cho người Việt chúng ta có những sản phẩm tốt nhất chúng ta sử dụng với giá thành hợp lý. Tại vì đồ nhập thì nó rất là cao đó, nhưng mà nếu mà đồ Việt thì nó sẽ tối ưu. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên bấm like và subscribe để tuần sau theo dõi Vũ tuôn cái con này và test và hát thử hay dở, là chờ quyết định video sau. Bye bye.